Chùa Thầy là một cái ngôi chùa phải nói là rất là đặc biệt trong cái hệ thống, hình thành cái hệ thống mà sau này các nhà nghiên cứu gọi nó là cái loại chùa trước thờ Phật, sau thờ Thánh, thì gọi là chùa tiền Phật, hậu Thánh. Vì ông Từ Đạo Hạnh là lớn tuổi nhất. Đấy, và ông mất, và từ khi ông mất đi cái là nhân dân là thờ luôn thành thánh, tôn thành thánh và thờ ông là thánh. Cho nên là cái ngôi chùa thì mang tên là tiền Phật hậu Thánh, là như vậy. Tiền tức là lúc trước thì thờ Phật, sau thì thờ Thánh. Và gọi chung loại chùa đấy là chùa tiền Phật. Cái này là cái qua nhiều lần trùng tu tới nay, chùa vẫn lưu giữ được nét đẹp cổ xưa của kiến trúc có niên đại từ thời Lý Trần cho đến thế kỷ 19. Trong đó, chùa Thượng được đánh giá là tòa hậu đài sen của Đức Phật, có niên đại từ thời Lý Đường, cổ nhất của Việt Nam, bởi ở đây còn được tìm thấy 7 chân tăng và một chiếc bệ. Tại chùa Thầy, tòa ngoài là nhà tiền tế hay còn gọi là chùa Hạ. Chùa Hạ là nơi lễ bái của các tăng ni, Phật tử đến hành hương và cũng là nơi giảng kinh của các nhà sư đắc đạo. Nghìn năm để lại rồi, hiện nay là vẫn còn nguyên vẹn và có những bộ như là Di Đà Tam Tôn rất là bảo vật quốc gia. Do vậy là muốn được là giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc của ngôi chùa để được nhân dân trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn. Dưới bộ Tam Tôn là bệ đá bách hoa đài tạc từ thời Trần. Trên để hòm đựng các đạo sắc phong, lịch triều, tôn phong thiền sư Từ Đạo Hạnh. Tham quan ở trên chùa Thượng ấy, thì có rất nhiều các cái lịch sử văn hóa theo cái điêu khắc từ hàng nghìn năm lịch sử. Ví dụ như có bệ đá hoa sen, bệ bách hoa đài ấy. có đài hoa trăm cánh, tức là phía bên trên thì là có các đóa sen khổng lồ nở xòe, cộng với dưới chân và giữa thì biểu trưng các cái nét văn hóa của Chàm. Bệ được tạc sau này vào thời Trần thế kỷ 13 và do người Chàm, tức là tộc Chàm đến với đất nước Việt Nam và điêu khắc, in tạc và kỷ niệm ở đây. Phía trước bệ Bách Hoa Đài có một bản án gian được tạc bằng gỗ vàng tâm, có niên đại 500 năm lịch sử từ thời Lê. Đây cũng là gian thờ Từ Đạo Hạnh vi Phật, tức thiền sư Từ Đạo Hạnh ở kiếp Phật. Bên hữu điện là tượng thiền sư ở kiếp Thánh. Ngài ngồi trong một khám gỗ chạm trổ tinh xảo. Tượng thiền sư kiếp Thánh tác toàn thân gỗ chiêm đàn đặt trong khám. Tượng có dây cót bên trong, liên kết với cửa khám. Tương truyền, xưa kia tượng có thể đứng dậy khi mở cửa khám và ngồi xuống khi cửa khám đóng lại. Đóng cửa tượng lại từ từ ngồi xuống. Đến lúc cụ Cao Xuân Dực làm tuần phủ Sơn Tây khoảng từ năm 1841 đến năm 1943, có bàn với các bậc kỳ lão trong xã rằng đã là thánh thì không phải chào người phàm, để người phải đứng dậy khi mở cửa khám là thất lễ. Dây máy nối khớp kiểu kỹ thuật làm dối nước được tháo bỏ từ đó và tượng yên tọa. Bây giờ nếu có người nâng tựa tượng vẫn đứng lên và duỗi chân, duỗi tay được. Tòa Điện Thánh của Chùa Thầy thì phải nói là rất là đặc biệt. Thứ nhất, nó là một cái tòa cổ, kiến trúc cổ nhất. Mà với những lối kiến trúc cổ đó như thế thì cái mái của nó là rất thấp. Đấy là cái lối kiến trúc thời Lý. Hai nữa, tôi muốn nói cái lý do đặc biệt của chùa Tòa Điện Thánh là ở đây nó chứa toàn di vật thời Lý rất nhiều. Thứ nhất là cái bệ đá giật cấp nhiều tầng mà ở trên có tượng Từ Đạo Hạnh ngồi là bệ đá thời Lý. Bên cạnh đó có một cái bệ đá hình hoa sen hình hộp thời Trần. Đấy, có các cái chim thần Garuda ở các góc mà nhiều người cho rằng là cái Garuda này là cái kiểu bắt học tập cái kiến trúc của văn hóa của người Chăm. Ngoài ra còn có một cái bệ gỗ ở trên tượng vua Lý Thần Tông. Đấy, thì cái bệ đó cũng là bật bệ nhiều tầng mà cũng là cái bệ có nghệ nhân của Chăm ta tham gia. Bên tả chùa thượng là tượng thiền sư Từ Đạo Hạnh ở kiếp vua. Tương truyền, Từ Đạo Hạnh sau khi đã hóa, đầu thai làm con trai của Sùng Hiền Hầu và trở thành nhà vua Lý Thần Tông. Chùa được duy tu nhiều lần, nhưng hai trong số 4 cột cái vẫn là thời Trần, bao gồm một cột gỗ trò vầy và một cột gỗ ngọc am, chu vi 1,8 mét. Hai cái cột gỗ ngọc am và trò vẩy nguyên bản từ thế kỷ 11, từ năm 1072. Đó, tên là ngọc am, theo truyền thuyết là loại gỗ làm đũa thử độc. Còn trò vẩy thì khi xưa sống ở rừng có cái lớp vẩy. Khi trời nắng thì nó xòe ra để che nắng cho cây, và khi trời mưa nó mềm cụp lại và nước chảy xuôi xuống để bảo vệ thân cây. Quanh nền điện thánh có các kè xếp đá lô nhô trồng lẫn bụi cây, khóm hoa, đưa lại cảm giác tòa nhà dựng trên gò núi cao giữa thảo mộc. bộ vì tòa thượng điện sử dụng hai dạng kết cấu trồng rường giá chiêng và giá chiêng kẻ suốt. Mái lập ngói mũi hài với kết cấu tàu đao lá mái với các góc đầu đao uốn cong. Bộ mái còn được làm mềm đi bằng các diềm trang trí hình cánh sen khiến cho bộ mái trở nên nhẹ nhàng. Từ Đạo Hạnh thì nói thật là phải có công rất lớn đối với chùa Thầy. Mà có cái chùa Thầy ngàn năm tuổi như ngày nay, đến đây là hơn 1000 năm rồi. Thì thiền sư Từ Đạo Hạnh là người đóng góp đầu tiên mà cực kỳ lớn. Ông từ khi trước khi ông đến đây tu tập thì chùa chỉ là dạng thảo an, dạng tranh tre nứa lá, không định hình về kiến trúc. Đấy, cho nên từ khi Từ Đạo Hạnh đến thì cái chùa Thầy nó nổi lên với vai trò dẫn dắt của Từ Đạo Hạnh. Thì cái ngôi chùa như Từ đó nói trước nó nổi tiếng ở vùng không ngữ của Sài Sơn và cả vùng Sơn Tây và lan ra cả cái khu vực Bắc Bộ. Cho nên là chùa Thầy nó tồn tại đến ngày nay. Nếu không có Từ Đạo Hạnh thì chúng ta chưa chắc đã có cái chùa Thầy to lớn như ngày nay, có bề dày như ngày nay, có kiến trúc mà có nhiều di vật quý như này. Nó như là một cái bảo tàng hiện vật, của bảo tàng trung đại. Nước đóng vai trò quan trọng trong bố cục tổng thể của chùa theo kiểu tiền Phật hậu thánh. Đây là yếu tố thu hút cảnh quan chung, đóng vai trò liên kết giữa kiến trúc tạo cảnh như cây cầu, thủy đình, cây xanh và sân chùa. Nằm giữa hồ nước xanh Long Trì, trên trục chính của chùa là nhà thủy đình gồm 2 tầng 8 mái, trồng riêng, xòe ra 4 phía tựa như bông sen khổng lồ mặt trên hồ nước. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại tôi đang có mặt tại nhà thủy đình, nơi được coi là sân khấu rối nước cổ nhất còn tồn tại ở nước ta. Tương truyền do tiến sĩ Phùng Khắc Khoan xây dựng từ thế kỷ 17, gắn với loại hình nghệ thuật rối nước, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng Chiêm Trũng, Quốc Oai. Và nơi đây thì lưu truyền truyền thống, tôn vinh tổ nghề rối. Kiến trúc hiện tại mà quý vị đang thấy đó chính là kiến trúc của thế kỷ 19 ạ. Nhà thủy đình được xây theo kiểu phương đình, nền lát gạch bát tràng. Mái lập ngói mũi hài kiểu xếp vảy cá. Trên tường, gian chiếc trổ cửa sổ, song đắp hình chữ thọ. Thủy đình nổi ngự giữa hồ nước rộng ôm trọn mặt trước tòa tiền đường, tạo thành một nét riêng cho tổng thể kiến trúc chùa Thầy. Hàng năm cứ đến mùa lễ hội là tổ chức múa rối nước. Ở đây là một nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, đã thể hiện được đời sống văn hóa hàng ngày của nhân dân. Đây là một trong những nét đặc trưng về các cái hoạt động như là đi cấy này, đi cày, rồi là câu cá, úp nơm, rồi là chăn vịt, rồi đủ các loại trên đúng với cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Được bà con rất là ngưỡng mộ và xem rất là thư giãn, giải trí. Khách đi chảy hội chùa Thầy, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của 2 cây cầu có mái lợp theo kiểu thượng gia hạ kiều, trên là nhà, dưới là cầu. Nhật Tiên Kiều đứng bên trái chùa thông ra đền Tam Phủ trên một đảo nhỏ giữa ao rồng. Nguyệt Tiên Kiều ở bên phải bắc ngang qua ao tới cổng Bất Nhị Pháp Môn để lên núi. Nguyên Phùng Khắc Khoan xây cất cung tiến vào năm 1602. Luận về phong thủy thì hai cây cầu này là cửa La Tinh Hán Thủy Khẩu, cửa ải giữ nước sinh và nước vượng cho đại huyệt nằm trong khu vực chính điện chùa Cả mà nhân dân quen gọi là Tòa Thủy Song Kiều. Sau khi tham quan hai cây cầu Nhật Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều thì mình cảm thấy là ở đây có một cái kiến trúc rất là đặc biệt trong những cái ngôi chùa mà mình từng đến. Ở hai bên thì có hai cây cầu, mình thấy giống như là hai cái râu rồng, và mình cảm nhận được khi đi đứng trên cây cầu thì cảm thấy tâm hồn mình thanh tịnh và có một cái nét gì đấy cổ kính. Mình biết đến ngôi chùa Thầy qua mạng xã hội và mình cảm thấy là ngôi chùa này có nét cổ xưa, và khi mà đặt chân đến đây thì mình rất là ấn tượng với những cái kiến trúc cũng như là điêu khắc được khắc trên những cái mái ngói hay là những cái sân đình ở đây. Nằm ở phía đông cầu Nhật Tiên Kiều, đền Tam Phủ được xây dựng trên gò đất nổi giữa hồ. Quy mô của đền Tam Phủ không lớn, với chiều dài 7 mét, chiều rộng 5 mét. Đây là một căn nhà 3 gian với tường bao xung quanh được xây bằng đá ong màu nâu thẫm. 4 lá mái, lập ngói mũi hài, kết cấu tàu đao lá mái. Theo các nhà nghiên cứu, đền được xây dựng vào đầu thời nhà Nguyễn. Đền thờ Tam Phủ, đó là thờ ba vị thần, đó là thần trời và thần đất và thần nước. Đền Tam Phủ ấy, thấy ngôi chùa Thầy đây là hình con rồng đèn đàn sắc sảo, tức là một đàn rồng ấy, còn gọi là quái long. Tức là khi một đàn rồng đó thì riêng có một con rồng này nó tách ra khỏi đàn để ôm trọn cả ngôi chùa Thầy Thiên Phúc Tự. Quả chuông chùa Thời Lý được đúc vào năm 1109. Sau khi mà đã hoàn thành cái chùa Thầy xong rồi thì người ta đúc cho đúc một quả chuông nặng khoảng độ 2.000 cân tăng, tức là khoảng 1.000 kg/giờ. Thì cái bài minh trên đấy có khắc một bài minh, mà cái quả chuông chùa đó thì hiện nay không còn, đã mất. Nhưng cái bài minh của nó thì lại được ghi lại. Lễ hội chùa Thầy là một lễ hội lớn diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm. lễ hội thu hút sự tham gia của nhiều người dân đến khám phá về những nét văn hóa vùng miền. Tôi sinh ra và lớn lên tại làng Thầy, tại thôn Thị Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, nơi có khu du lịch Chùa Thầy. Tôi cảm thấy tự hào về làng xã mình. Có một ngôi chùa rất là cổ kính, hàng nghìn năm tuổi, và đã nổi tiếng trên tất cả thế giới đều biết đến Chùa Thầy. Ngôi Chùa Thầy ấy, thì từ xưa đến nay cứ theo thơ ca của dân gian, nhớ ngày mùng 7 tháng 3, trở vào hội láng, trở ra hội thầy. Hàng năm có rất nhiều các du khách đã về tham quan thắng cảnh Chùa Thầy. Đối với người xung quanh xứ Đoài, từ già đến trẻ đều biết về sự tích ly kỳ của thiền sư Từ Đạo Hạnh có công chữa bệnh và dạy học cho dân làng. Ngài dạy về văn hóa, đá cầu, đánh vật, múa rối nước. Từ đó, nhân dân cảm phục cho tài năng và đức độ của Thầy. Người dân đến hội Chùa Thầy với nhiều mục đích khác nhau. Người cầu tình duyên, người cầu may mắn, tiền tài, và có người đến để thưởng ngoạn cảnh vật nơi đây. Đối với Chùa Thầy thì là một cái ngôi chùa cổ có hàng nghìn năm nay. Thế và trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử thì ngôi chùa vẫn được giữ nguyên với cái nét đơn sơ và cổ kính của ngôi chùa. Chính vì thế cho nên hàng năm thu hút rất là đông du khách về tham quan. Từ khi mà được công nhận di tích quốc gia đặc biệt thì huyện đã thành lập ban quản lý di tích. Thì ban quản lý di tích cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng với nhân dân địa phương để tiếp tục giữ gìn cái nét văn hóa của Chùa Thầy. Trong 3 tháng hè, tính từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch, tại đây